Nào, các bạn nghe tiếng soi không? Tiếng cơm nó soi rồi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại channel của Hoàng Duy Vlog nha. Hôm nay mình sẽ là tiếp tục làm một cái video là ăn cơm tự soi nha các bạn. Vừa uống trà sữa. Đây, sữa đây là mình tự pha nha các bạn. Mình mua sẵn nha. Đây, cơm tự soi đây. Bây giờ mình sẽ mở. Làm cơm tự soi tiếp nha. Bây giờ chúng ta mình sẽ làm cái lẩu tự soi nha các bạn. Các bạn theo dõi thì cho mình cơm này nha. Bây giờ mình sẽ làm cơm tự soi nha các bạn. Đây các bạn, cơm tự soi đây. Đây là nước nè. Đây là cái gì đây? Chưa biết. Các bạn, đây là gạo nha. Đây là cái gì đây không biết luôn á. Đây chắc là cái gói bột. Đúng rồi, gói bột tự soi. Đây các bạn, đây là cái tô nha. Đây, bên trong cái tô đây. Đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xé gạo ra mình đổ vô nha các bạn. Các bạn. Đây, gạo chưa chín nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nước vào, gói nước vào nha các bạn. Đổ nước vô trước nha. Như đây là nước người ta đã lượng trước cái mực nước đó nha. Để cho đây con nó dễ chín. Rồi. Giờ mình sẽ cho gói nhân vào nha các bạn. Đây nhân đây. Thôm. Tuyệt vời. Đây các bạn, nhân đây. Nhân đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái gói tự soi vào đây nha các bạn. Đây là cái gói tự soi nha các bạn. Giờ mình cho vô cái hộp nha, nằm ở dưới nha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào các bạn. Mình sẽ cho nước vào nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cho cái hộp vào nha. Rồi các bạn, giờ mình sẽ đậy lại nha các bạn. Các bạn nghe nó sôi không? Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy đẻ không? Đây, giờ mình sẽ đỡ đây, mình đợi trong vòng 20 phút. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ pha chế trà sữa nha các bạn. Trà sữa ly gì đây? Sữa gì đây? Đây, giờ mình sẽ cuộn hộp ra nha các bạn. Đây mình sẽ mở nắp cho các bạn xem. Đó. Đây là bữa nay mình review. Đây là trà sữa, đây là nắp keo nha các bạn. Đây là nắp keo này. Đây là trân châu. Trân châu nha các bạn. Hút. Đây là đồ đen nha các bạn. Còn đây là gỗ tre này. Bây giờ mình sẽ xé gỗ tre mình bỏ vô trước nha các bạn. Đây, mình sẽ cho gỗ tre vào chút. Rồi mình sẽ kéo nước sôi vào nha các bạn. Đây các bạn, mình kéo nước sôi vào đây, nó lên màu như này. Rồi mình sẽ dốc gỗ tre lên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một trà sữa vô nha các bạn. Rất thơm. Rất thơm nha các bạn. Rất là ngon luôn. Cùng với nó. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường đen.
cứ chân trâu rồi nè mẹ ơi, lộn rồi nha, cái đây là đậu chứ không phải là chân trâu nha các bạn, đậu nè. Rồi mình sẽ cho đường riêng vào. Ngon, nhức đắt. Tuyệt vời, ống hút đây, để đây. Ống hút đây rất đẹp nha các bạn, để mình review ống hút luôn. Hút 2 tầng, người già 2 tầng nha. Đây các bạn thấy ngán không đúng không? Ngán ngon. Kiểu này, đó, đỉnh, đỉnh, đỉnh không? Đỉnh, đỉnh. Đó, giòn này, đó, đỉnh không? Đỉnh không? Đây đỉnh không? Đây đỉnh không? Quá tuyệt. Rồi bây giờ mình sẽ đợi trong vòng 20 phút đợi tôm nó chín về trà sữa nguội mình sẽ xơi. Mình đang rất là thèm các bạn ơi, rất là thèm. Các bạn. Rồi, trong khoảng thời gian chờ đợi 20 phút cho tôm chín trà sữa nguội. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ khuyên tôm nha các bạn. Rồi mình sẽ gắm bóng hút vào trà sữa. Bứt 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 bứt. Đó, các bạn thấy không? Thử 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 chín chút. Bây giờ mình sẽ khui cơm nha các bạn. Đây các bạn, quá tuyệt. Quá tuyệt vời. Đây luôn. Bạn thấy không? Trời ơi, quá tuyệt luôn. Bạn thấy không? Thấy như thế nào? Bây giờ mình sẽ ăn thôi. Phép thực win, biến mình biến. Phép thực win. Phép thực win all the chip. Phép thực win and the chip. Whoop. Ừ. Các bạn. Các bạn. Gạo rất là dẻo nha các bạn. Gạo rất dẻo. Đây. Thịt bò rất là mềm. Cơm rất là ngon. Nước dẻo rất là ngon, thơm. Ngon lắm các bạn ơi. Đây là rất là tiện lợi để mình đi du lịch nè. Đến những cái nơi mà cái đồ ăn nó mắc hay là đồ không có đồ ăn thì mình sử dụng cái này không cần nước sôi. Mình chỉ cần chớ nước suối vào là tự động sôi, nó sẽ chờ trong 15-20 phút là nó sẽ chín thôi các bạn. Rất là tiện lợi luôn nha các bạn. Cái hộp này giá thành mình mua là 75.000 một hộp nha các bạn. Còn hộp trà sữa này là 29-30.000 một hộp. Mình không nhớ rõ. Đây, cơm rất là ngon ha các bạn. Thấy cơm ngon không? Đó. Còn gì bằng ăn đi, còn gì bằng nữa. Trời ơi, ngon quá đi. Lần đầu tiên mình ăn mà nó ngon như thế này. Rất là ngon. Các bạn, nếu mình ăn rất ngon mà biết các bạn có thấy ngon không? Mình ăn rất là ngon. Ngon quá. Bánh rất là ngon các bạn. Thơm. Được. Ngon quá. Ngon lắm các bạn ơi. Thịt bò rất là ngon. Mình cũng ngon nữa, giòn. Nhiều quá nữa nha.
Ngon quá. Đúng không? Ngon quá, mình sạch luôn các bạn. Không còn gì luôn. À, ngon lắm. 75 ngàn, nó còn ngon. Từ trước tới giờ mình cái hộp phô mai rất là ngon. Tuyệt vời. Giờ mình uống trà sữa. Các bạn, mình uống trà sữa. Mời các bạn nha. Trà xanh. Trà xanh đây các bạn. Rất ngon. Tuyệt vời. Các bạn, video của mình đến đây là kết thúc. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy yêu quý video của Hồng Diêu Vlog, hãy cho Hồng Diêu Vlog một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Và hãy comment bên dưới ý tưởng để mình thực hiện. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.